Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của em Long Bùi Guitar Long. Và rất vui khi được những người chú, người anh ở tất cả các tỉnh thành ủng hộ cho em Long Bùi trong những cái ngày cuối năm này. Thì không phải giới thiệu nhiều mà qua những cái khi mà những người chú, người anh, người chị ở tất cả các tỉnh nhận hàng và chỉ cần nhắn cho Long Bùi một câu là cảm ơn mình thì mình đã rất vui rồi về cái những cái gì mà mình đã làm cho khách hàng của mình trong cái dịp cuối năm này. Thì không phải đỡ mọi người phải chờ lâu nữa thì em Long Bùi sẽ xin lên một clip của những cây đàn Nhật và nâng cấp của khách hàng. Thì có nhiều loại đó, có nhiều loại thì Long Bùi cũng đã soạn ra. Nói chung đàn bên Long Bùi thì cả ngàn cây thì rất nhiều, nhưng mà những cây nâng cấp này á, trong dịp cuối năm này là Long Bùi soạn ra trong một năm làm việc của em Long Bùi. Thì cứ soạn ra thôi, chứ thật sự trên bên kho của Long Bùi rất nhiều, nhưng mà cứ soạn ra những cây gọi là ok nhất, tốt nhất, rồi giới thiệu đến mọi người trước. Rồi những cây sau này có những cây Yamaha giống như đời thấp mà giá tầm khoảng 1,5-2 triệu thì Long Bùi cũng sẽ làm trong cái dịp cuối năm này luôn. Thì mọi người chờ đợi ha. Còn bây giờ những cây cao cấp gần như đã hết rồi. Thì quá nhiều người chơi những cái cây siêu tầm giống như là Yamaha, Yamaki, rồi Moritz đời cao và hiện tại. Thì hôm nay thì có hai cây Moritz W60 Special là dòng tem giặt. Và là dòng đời đầu tiên của Moritz, họ làm dòng dòng Special là bản đặc biệt á. Thì hai cây này Long Bùi cũng đỡ lâu lắm rồi thì hôm nay Long Bùi sẽ lấy ra đỡ giảm giá cho mọi người. Hai cây này là của bên shop thì của Long Bùi lúc đấu hàng đấu về, nhưng mà nó không đẹp, nhưng mà nó gọi là cực kỳ là khan hiếm, cho nên Long Bùi đã giữ hai cây này nói chung là lâu rồi. Thì hôm nay lấy ra sale cho mọi người luôn, giống như là sẽ kỷ niệm trong cái clip này, đỡ cho những ai thích hàng cao cấp thì có thể sở hữu, còn những ai thích hàng thấp thì nó có những cái hàng nâng cấp của khách ha. Thì nói chung là đỡ mình làm clip này nhanh gọn, đỡ cho mọi người chọn trong cái tối nay luôn, tối nay mình lên clip luôn ha. Đây là một cái hộp của cây Moritz W60 Special. Cái hộp này rất đẹp, Long Bùi cũng rất là thích lúc mà làm cái hộp này này, nhưng mà cái hộp này á thì lúc về thì nó bị bở cấn ở đây, cho nên thợ mình đã lấy keo với 502 thợ mình dán trên cái hộp này. Mình trưng lâu lắm rồi, cái hộp này mình cũng đã trưng lâu lắm rồi, nhưng mà nó đã bở rồi nha mọi người. Cái hộp này nó bở rồi, cái hộp á nó bở đây, tại vì nó làm bằng nhựa cho nên nó về nó cấn, đến lúc mà vận chuyển về nó cấn cái hộp, nó bở cái hộp này lâu lắm rồi, nhưng mà mình vẫn giữ đi, sao mình đỡ vậy thôi ha. Đó, đây rồi, bây giờ mình sẽ đánh số luôn ha, đỡ cho mọi người dễ dàng chọn nha. Nếu mà không đánh số là mọi người cứ nói là mình rối hết, mình không có biết cái nào là cái nào hết. Ví dụ như đây là cây Moritz W60 Special, đây là cây số 1. Đó, thì cây này á là lúc mà Long Bùi đây là để lấy ra cho mọi người đây. Thì nó sẽ là như thế nào để cho mọi người hiểu về cái Moritz W60 Special. Thì Long Bùi đây. Đây, đây là một cây một đó, là mọi người thấy cái chữ Moritz này đúng không? Là cái chữ Moritz đó là chữ M, nói chung là chữ Moritz luôn á, là cái chữ đời đầu tiên của nó làm cái dòng Moritz. Cái chữ này nó rất là cổ kính đó. Đây là mặt Seda, mặt thông này cực kỳ đẹp rồi, mặt Seda thì cực kỳ đẹp rồi, và cho ra những cái âm thanh trên cái đàn này á, là cực kỳ gọi là cực kỳ bén nha. Đây, âm thanh kinh khủng đó. Đây là cái hông, cái lưng, cái mặt và cái hông á, rất đẹp. Nhưng mà cái lưng của cây này á, đây, cái màu lưng của nó này, màu nó giống như là nó đỡ trong hộp, nó bị ngà, nó ngã màu. Đó, đây là dòng cẩm Brazil. Đây, cẩm Brazil, cái quăng gỗ của nó đây. Cho mọi người xem, thì cái cặp, mình có một cặp W60 Special này á, thì mình giữ lâu lắm rồi. Cặp này mình giữ lâu lắm rồi, mình giữ gần như là hơn 2 năm rồi, từ ngày mình làm hàng đấu. Đây là bộ khóa của dòng Moritz W60 Special này. Đó, bộ khóa của Đức, Japanese của Đức này. Bộ này thì nó dập chữ là Made in Germany luôn. Đó là những bộ khóa này nhìn nó cũ cũ gì, giống là dặn nó chạy nó trơn tru, nó nhẹ tưng luôn. Đó, thì mình tại vì mình lấy trên phòng ra thì mình mới vệ sinh xong á, đỡ mình vào cái bộ dây Elixir. Vào bộ dây Elixir đỡ mình thay vào cái đàn này. Đó, mọi người nghe cái âm, nếu nói về W60 Special thì cần kiết đồ là ok, thẳng tắp mà nghiêng zin nghiêng kiện hết nha. Những cây này là nghiêng zin nghiêng kiện hết, cho nên mình sẽ không đụng vào gì hết. Đó, tất cả là nghiêng zin hết. Ví dụ như từ cái cần này, có xa quá không ta. Đây,
đây là một khóa của nó, đây đây là nó trên một khóa, nó là chữ là Jack Money đó, Martin Jack Money. Còn này bộ lưng này, lưng này. Đó lưng nó ngả cái màu đó, còn cái quan gỗ của cẩm bà sinh này đó, cực kỳ hiếm luôn, quan gỗ đôi xứng đẹp lắm. Dòng tại sao mình gọi là đây là phiên bản đặc biệt dòng special mà cực kỳ hiếm, tại vì cái này là nó làm bằng cái tem dập, tem dập đó, nó dập ở trong phần cầu nang đó, đó đó nó dập trong cầu nang đó. Dòng đúp 60 special đây là sản xuất năm 1972 đó, là phiên bản đặc biệt thì nó sản xuất số lượng có hạn trên thế giới, cho nên lúc mình làm những mình làm được những cây xe này mình đưa về là đa phần là mình sẽ, tại vì nó mình giữ nó sẽ rất là cổ, thì nó nghiêng zin hết nha mọi người, nghiêng zin hết ở sau. Ví dụ như những cây, ví dụ như cây này, nó ở sau nó có cái đường răng theo cái đường chỉ của nó này đó, nhưng mà mình vẫn giữ nghiêng như thế này thôi, mình cũng chẳng đụng gì hết. Nếu anh em nào chơi đó, đây là đường cẩn, đường đỏ, đường chơi thì ở đây mình bảo hành hết. Nói chung là mọi thứ trên cây đàn là mà chơi cứ đỡ như vậy là chơi xuyên suốt ha. Thì cây này á thì mình đỡ cho mọi người giá là 9 triệu là giảm cây này là được giảm là 8 triệu. Lúc mình đấu về cây này là hiện nó có giá là 17 triệu dòng Moritz Dub 60 Special nha. Thì anh em nào sở hữu thì sở hữu cây này ha. Rồi, đây là cây số 1 nha. Mình làm luôn đỡ cho mọi người dở dàng. À, chơi vừa âm thanh, muốn làm EQ hay như thế nào đó, chơi sưu tầm hay như thế nào đó thì mọi người cứ mua về mà chơi nha, cứ đỡ nghiêng zin gì mà chơi, còn không có nên làm. Tại vì ví dụ Long Bùi làm á, Long Bùi sẽ đánh được cái này ra luôn, nhưng mà Long Bùi vẫn đỡ nghiêng zin hết. Nói chung nó sao mình cứ đỡ vậy mình chơi, dù nó có bóc bẻ hay là nó thiếu miếng gỗ nó vẫn hay, mà khi mà đụng vào rồi thì nó rất là phiền và âm thanh nó sẽ bị giảm đi. Đó, đây cũng là cây Dub 60 Special, cũng là mặt Sida. Đây là một cặp này. Đó. Mọi người nghe cái âm này, âm mày đỡ dỗ không này. Đó. Dỗ không mà nó rung theo cả cái đường dây và cái âm thanh. Tiếng ngần lắm. Dub 60 thì tuyệt vời rồi. Dub 60 Special đây là dòng tem đó, hai cây tem dập ở trong nó không có tem, nó dập trong cái phần nang này, mọi người phải nhìn kỹ ở trong phần nang mới thấy được ha, là dòng Special. Nó ghi là Moritz Special. Đó, đây mặt Seda, lưng hông là cảm ơn. Đó. Đồ khóa y như cái cây kia thôi, dập mình đi. Tăng tật, nói chung là hai cây thì y như nhau, mặt đây mặt Seda. Mặt là trước này những cái cây này nó có những cái vết của người ta chơi thôi. Đó. Chỉ hai cây thôi thì vẫn đỡ cho mọi người, cây hai cây, cây nào cũng 9 triệu hết. Anh em muốn lấy cây nào thì lấy ha. Nói chung là giá gọi là trong cái dịp cuối năm này mình đỡ cho mọi người những cái cây đặc biệt này, thì giá nó là gọi là đặc biệt, kỷ niệm cho những người đã ủng hộ cho kênh của em Long Bùi. Đỡ cho ai thích chơi thì cứ chơi thôi. Và xin nói lại luôn là Long Bùi sẽ không nhận bất kỳ một sự trả giá nào nha. Cho nên này là đã kỷ niệm cho mọi người chơi những cây đàn cao cấp mà giá hạt rẻ rồi, cho nên sẽ không nhận bất kỳ một cái sự trả giá nào hết. Anh em trả giá Long Bùi sẽ không có trả lời trên cái clip đó, hoặc là sẽ không trả lời trong cái những cái tin nhắn bên Zalo của mọi người nha mọi người ha. Thì bây giờ Long Bùi sẽ giới thiệu cho mọi người một lượt của dây sắt luôn. Rồi hết rồi bắt đầu mới giới thiệu qua mấy cây ni lông. Tại vì nhiều người hỏi ni lông mình mà cũng hết rồi, mình cũng chỉ soạn ra được một số cây thôi. Đó. Ví dụ như đây là cây Moritz Dub 30, thời đầu tiên mình làm là 5 triệu 500 ngàn. Cây Moritz Dub 30 dòng này nè, xấu cỡ này nhưng mà khoảng 5 triệu 500 ngàn. Tại vì sao? Tại vì những cây mà bên mình đấu thường đa số phần là cần nó rất là thẳng. Mình làm mình ưu tiên phần cần trước. Như cây này ở dưới này nó có những cái vết nổ này. Nếu mọi người theo dõi clip đàn nhật của em Long Bùi thì cũng biết cây này rồi. Cây này Long Bùi làm rất lâu rồi. Và do một người anh chơi đảo, khi mà họ tập chơi họ mua về, hồi đó mình bán là 3 triệu 500, lúc mà đầu mình đấu về là đã là 5 triệu 500 rồi. Sau này về có những cây như thế này á, nó xấu như thế này á thì lúc đấu sẽ không thấy, ví dụ nó chỉ dựng cái mặt như thế này thôi thì mình sẽ không thấy, nhưng mà sau này mình về em Long Bùi bán lại cho những một người anh ở thành phố Hồ Chí Minh luôn á, là cây này là 3 triệu 500 thôi. Mình giảm giá để cho họ chơi, họ tập, họ chơi, và sau này
một thời gian chơi đó, là họ lại nó tiếp tục nâng cấp đó, như vậy thì được như vậy cho nên mới gọi là cho mọi người có cái điều kiện để chơi đó, nghe âm thanh những cây đàn nhật này. Cái này action ngựa nghiết rồi cầm kiết rồi mọi người yên tâm, tuy xấu nhưng mà yên tâm. Đây là một cây chỉ có, tại vì bữa mình làm một cây Morris đúp 32.500.000 á, thì mọi người hỏi quá nhiều nhưng mà mình không còn, là hôm nay mình lại được soạn ra sót lại một tiếp tục một cây nữa. Cứ lâu nó sót ra được một cây là mình vay đó, đúp 30 tem. Ở trong là Made in Japan luôn, chữ ký luôn ha mọi người ha. Ở trong là Made in Japan luôn nha, đúp 30. Đây là bộ khóa zin của Morris luôn, nói chung là mọi thứ là nghiêng zin hết. Nghiêng zin hết, chỉ có cái lưng này nó xấu. Ở cái hông này nó nổ lên thôi, nó nổ nhưng cái này mình chơi không sao, cứ chơi là thoải mái luôn đó. Thì cây này á thì nó không đẹp, và khi mà khách họ nâng cấp á thì mình cũng thu lại là 2 triệu, mình thu lại 2 triệu thì mình đỡ ở đây cũng cho mọi người 2 triệu thôi ha. Đó, 2 triệu 2 triệu rưỡi gì mình không nhớ, nhưng mà mình họ nâng cấp lên nó bù qua sức lại thôi, thì vẫn đỡ cho mọi người. Cây số 3 2 triệu, mọi người chơi thoải mái, sau này lên nâng cấp vẫn nâng cấp cho mọi người, vẫn thu lại cái giá đó, giống như là mình cho mọi người mượn đàn chơi vậy á. Xong rồi một thời gian sau á, mọi người cứ nâng cấp rồi cứ qua lại cho mọi người, những cái người mà không có điều kiện chơi những cây đàn Nhật cao cấp á thì có thể lấy những cây này chơi gắn EQ hay gì đó là tùy theo mọi người. Đó, đây là cây số 3 Morris đúp 30, giá chỉ có 2 triệu thôi nha mọi người. Em Long Bùi làm nhanh để cho clip của em Long Bùi nó được chạy lên nha, không là nó là dài quá là sẽ không ai được. Đây là cây F20 cực kỳ đẹp. Morris F20 là dòng OM F20. Cái cây này á, thì cực kỳ cao luôn. Cây này F20 đợt mình về á, cây này hàng là hàng đẹp, hàng đấu, hàng đẹp xuất sắc luôn này. Đó, F20 đợt là hàng đầu tiên mình về là 6 triệu đó. 6 triệu. Đó, cây F20 này nè, đợt đời đầu tiên mình về là giá 6 triệu, cực kỳ đẹp. Cây F20 này cực kỳ đẹp, cho phơm cho đi du lịch nữ nam gì ôm hết. Chưa lên dây nhưng mà tiếng nó này. Của Morris là cực kỳ bài bản. Đây là bộ dây cũ nha. Đó. Bữa những cây OM của mình khách cũng đã lấy hết rồi, cho nên nhiều anh em nhắn tin mình á. Đó. Tiếng rất là nổ. F20, cây này mặt cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là cây này là quá tuyệt vời rồi. Thì cây F20 này á, là cây số 4, thì có giá là 3 triệu thôi. Cây này cũng được một người chú chơi và nâng cấp. Cây này lúc mình làm á, là cây này là đời, cũng là những cái đời trong cái mùa dịch á, là 6 triệu. Mình nhớ là cây này nó về trong cái mùa dịch, và mình lúc mình đấu F20 á thường là 5 triệu thôi, nhưng mà cây này hồi trước mình đấu gọi là cây này cây xuất sắc vừa cả cần luôn, cần rất đẹp, cần gần như là 100%, thẳng 100% luôn. Cây số 4 nha, có giá là 3 triệu. Đó, anh em thích chơi xấu thì có xấu, mà thích đẹp có đẹp. Hôm sau Long Bùi lên mấy cây Yamaha tầm 1.5-2 triệu nữa, nhưng mà nó action nó hơi cao đó. Cái cần của Yamaha mấy cây kia nó không tốt, bây giờ Long Bùi cũng còn khoảng 10 cây á, nhưng mà chưa có setup xong thì cũng chưa làm cho mọi người được. Rồi, tiếp theo là một cây Yamaha FS720S. Cây này thì dòng nó là của dòng mới, thì nó nhà máy đặt ở Solotoder thì của Yamaha, nhưng mà hàng mới thì của Trung Quốc, họ đặt nhà máy ở Trung Quốc. Thì cây này nó giống như cây hôm bữa 720 với mình một cặp nhé. Thì 3 triệu. Cây này lúc bán thì cũng là 6 triệu. Đó, cũng mình về thì cũng 6 triệu. Cây này thì nó còn mới, gần như là nghiêng zin, tại cái te cái này nó chưa bóc ra này. Cái mạc này trong cái tệ làm dáng này nó vẫn chưa bóc ra. Đó, cái này mua từ Nhật về luôn. Đây là bộ khóa của nó luôn, đồ zin hết. Nghiêng ấy hết. Đó, anh em thích đây, form này form OM nhỏ cũng rất gọn. Cái này cần cũng rất thẳng nha. Nói chung là mọi người mua đàn bên mình là yên tâm, và cái barrel action, mấy cái action rồi đây yên tâm hết, mọi người yên tâm mấy cái vấn đề mà action rồi nốt niết rồi. Mọi cái nốt rồi trên cái đàn là mọi người yên tâm hết, trên cái đàn và barrel action rồi là mọi người yên tâm hết. Là mình setup sẽ xong xuôi hết cho mọi người, nói chung là giá thấp, cực kỳ thấp cho mọi người rồi, mọi người cứ chơi thoải mái.
Đây là một cặp đó mà cây này mình hôm bữa mình định làm là làm hai cây luôn. Mình nhớ cái này lúc khách họ nâng cấp thì có hai cây nhưng mà mình lại tìm không ra, cho nên chỉ làm một cây thôi. Và được một người anh ở thành phố Hồ Chí Minh, họ ảnh cũng lấy cái cây màu spurs đó rồi. Đó, cây số 5 là cũng có giá 3 triệu ha. Thì mấy cái này nói chung nó mặt bằng mình đã thu vào bao nhiêu rồi, chỗ mọi người thì đỡ lại cho anh em chơi thôi. Chứ thật sự là mấy cái này là quá rẻ, rẻ hơn giá đấu mua về của mình luôn nha. Đó. Rồi, đó là 5 cây của Nhật. Thì đó, trong đây nó có sẽ có hai cây vách bên này. Hai cây vách bên này thì rất là trùng hợp là hai cái đây. Đây là hai cây vách bên cũng dán OEM luôn. Hai cây vách bên, hai cây này là hàng mới. Hàng mới có nghĩa là hàng của hàng vách bên của Mỹ, nhưng mà của sản xuất của nhà máy họ đặt ở Trung Quốc. Thì gỗ này gỗ walnut. Walnut. Đây, đây nó còn tem luôn. Cái này á là cái cây này này. Hai cây này á là như thế này, có nghĩa là một người anh ở thành phố Hồ Chí Minh, anh được một người bạn mua cái cặp đàn này để tặng cho con gái của anh để chơi, nhưng mà bé bấm nó dây sắt không được. Bé bấm dây sắt không được cho nên bé đã qua bên mình và đổi một cây gọi là semi classic thùng mỏng. Phiên bản chí tài của mình là 25 triệu. Đó thì anh mới đỡ lại cái cặp này cho mình. Mỗi cây chỉ có giá 2 triệu thôi, cho nên anh em nào sở hữu thì sở hữu cặp vách bên này. Còn nói chung là còn mới hết, chỉ có dây nó hơi xét thôi, thì khi mà mọi người mua mình sẽ thay hết mọi thứ cho mình. Đó, vách bên nói chung là nghiêng hết, không có chày xước gì hết, còn rất đẹp. Chỉ có dây là cũ thôi. Đó thì anh mới nói mình là anh là ở cũng gần đây thôi, anh ở phía bên phía cánh bên vùng 9. Đây, Watburn, dòng này là hồi trước mình cũng bán nha. Hồi trước bán là 5 triệu mấy một cây đó. Là có EV luôn, không EV là 4 triệu 200. 4 triệu 200, đó. Đây là dây họ chơi, vì bấm xét mà đau tay nhưng mà còn rất mới. Bé nhỏ. Đó, thì anh em mình chỉ đỡ cho mọi người là 2 triệu một cây thôi. Rồi anh em muốn gắn EV gì có thể nhắn mình hoặc là đỡ nghiêng như vậy mà chơi ha. Ok, cực kỳ là ok luôn nha mọi người. Hàng rất đẹp. Thì mình sẽ đờ cho mọi người, ví dụ như đây là cây số 6 đi. 6 có giá 2 triệu là đây, mình sẽ cho mọi người xem lại cái mặt này. Rất đẹp. Đó, dòng vách bên này là hôm trước mọi người cũng biết rồi, bên mình cũng có bán cái dòng này. Mình làm cái dòng eo khiết có EV. Có EV. Đó, số 6. Còn khi mà mọi người mua cỡ cả đàn cũ thì mình vẫn bảo hành xuyên suốt cho mọi người luôn nha. Nói chung là trên cái đàn không có bị đổ vỡ thôi, còn vỡ khâu kỹ thuật mình sẽ bảo hành bảo trì cho mọi người hết. Đây là cái mặt của cái cây bên số 7. Đẹp lắm. Mang đi du lịch hay Tết nhất rồi mình chơi ăn nhậu rồi ở nhà, mọi người cứ gắn điện vào. Nhu cầu mọi người muốn gắn cái điện như nào báo cho mình, mình sẽ hỗ trợ cái phần điện cho mọi người cái giá thấp nhất. Để mọi người chơi thôi. Thì hôm bữa mình cũng nói với anh đó. Anh nói sao thu không có chơi gì đàn mới mà thu rẻ như vậy. Mình cũng tâm sự với anh rằng là mình phải nói chung mình đã chơi, đã không dù mình không chơi nhưng mà cái cây đàn mà đã mua ra khỏi cửa hàng rồi, bây giờ giờ mình chẳng lẽ mình lại đi bán đàn mới cho khách là không được, cho nên cứ như vậy mà làm thôi. Thì mình sẽ hỗ trợ cho đỡ cho nâng cấp cho cái dòng bên mình và những cây này cho những người mà họ sẽ tiếp đà đi sâu á, thì họ sẽ được cái giá đó tốt, thì coi như vậy á nó mới qua lại được để cho mọi người chơi. Đó là cây số 6 và số 7 là có giá 2 triệu ha. Rồi thì đó là 7 cây dây sắt thì đã xong. Tới bây giờ sẽ là 4 cây ni lông. 1 2 3 4 cây. Thì đây. Đây là một cái cây mình mới nâng cấp ngày hôm nay cho một người anh luôn, mình làm luôn ha. Mình cũng nói với anh, em thu của anh bao nhiêu thì em cũng đỡ lại cho khách em bấy nhiêu thôi, chứ thật sự là em cũng không có bán cao hơn 200.000, 500.000 đỡ làm gì hết. Đó, nhưng mà nhiều khi em còn phải tốn cái này tốn cái nọ nữa. Thì đây là cây SG130A. Cây này là dòng của Yamaha chính hãng, mà dòng của Taiwan. Thì anh mới mua của một cái shop cũng là online, nhưng mà anh lại rất rất thích, là gọi là cực kỳ là thích những cây đàn dây sắt và đàn Nhật. Và khi mà anh mua cây này được 4 ngày của một cái shop ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, cây Yamaha. Thì anh mua được 4 ngày thì anh mới được một người bạn gửi cho một cái link của Long Bùi về những cái đàn Nhật
cao cấp đó, thì anh mới gọi điện cho mình và chạy xuống, hôm nay chạy xuống tận shop mình để nâng cấp. Mới đầu thì anh xuống anh hỏi đỡ mua, nhưng mà anh mới lấy anh chốt xong rồi anh mới lấy cây đàn này ra, anh lấy cây SG130A này ra cho mình, đỡ cho mình xem. Thì khi mà cầm ra mình nói cây này là cây của Taiwan rồi, mình không cần phải nhìn tem gì hết, mình nói tại cái dòng này mình cũng đã làm rất nhiều rồi đó. Thì anh nói sao hay vậy, thì mình có thu lại của anh là 2 triệu. Thì cây này anh mua, lúc anh mua là 3 triệu 400 ngàn, 3 triệu 400 ngàn, thì mình thu lại của anh là cây này là 2 triệu. Thì cây này về cát sinh đồ cực kỳ tốt nha mọi người, cho nên mình cũng không có gọi là mới mua 3-4 ngày thôi, anh đưa giấy cho mình luôn, cho nên mình cũng không có phải là ép ai hết. Nhưng mà mình thấy là 2 triệu cho với một cây đàn Yamaha Classic nylon như thế này là cũng là ok cho mọi người, quá tuyệt vời cho mọi người khi mà gặp được lông bùi như thế này rồi đó ha mọi người ha. Đây là cây nylon, thì cây này sẽ là cây số 8. Ồ, 21 phút rồi, cho nên lông bùi phải làm cho giấy chứ không là nó sẽ dài là nó chạy lâu lắm. Rồi, tiếp theo đây là cây số 9, thì đây là cây Matsuke 5000 No 20 5974. Cây này thì nó đã bị mất duyên. Mất duyên có nghĩa là nhiều người đang hỏi cây này, nhưng mà mấy chú cứ lần trần cứ hỏi rồi này nọ miết cho mình cũng gọi là không có duyên. Tới cả khi mà một người chú chạy xuống tới ngày này rồi vào xem cây này rồi, lại khi xem một cây ni lông lại mua một cây dây sắt tiếp tục nữa đó, đã lấy xong hết rồi lại xuống tới nơi lại thích những cái đàn của mình, lại quyết định nói ôi tưởng đánh dây sắt đầu tay lắm chứ thật sự là sao những cái dây sắt của con đánh ở đây nó nhẹ vậy á. Chỉ cần là cây này hôm trước là mình được cây số 4 là có giá 4 triệu, thì hôm nay em Long Bùi chỉ đỡ 3 triệu thôi. Đó là khi mà xuống những cái đàn của Long Bùi, đã mua những cái đàn của Long Bùi và làm những cái đàn của Long Bùi, Long Bùi giảm hẳn 1 triệu cho mọi người cho cái clip của cây. Và đặc biệt cây No 20 5974 này là cực kỳ hiếm, và nó là gọi là cực kỳ hiếm. Nếu ai tin tưởng Long Bùi thì sở hữu cái cây này thì sẽ là đem lại cho mọi người về cái âm thanh cực kỳ là hay và action đàn gọi là cực kỳ là thấp luôn nha mọi người. Cần kiếp đồ rất là đẹp cho mọi người chơi luôn, chỉ có mặt nó hơi xấu thôi, cho nên mọi người mặt nó không có được đẹp thôi đó, cho nên mọi người mua chơi và âm thanh thì mình sẽ đỡ cho mọi người. Cây đây là cây số 9, 3 triệu giảm hẳn cho mọi người luôn. Cây này là dòng Nagoya Japan đời đầu của Matsuka luôn này đó, tem này có 5 chữ ký rồi luôn này đó, khỏi phải giới thiệu nhiều mà có chỉ cần nữa. Mình nói thật sự nhiều khi không có mơ tín thì nhưng mà anh em mà hỏi không chốt cái đàn á thì mình làm nó mất duyên ghê gớm luôn. Đây là Yamaha SR300. Đây SR300 lâu lắm rồi. Đây không đẹp. Đây là lưng không. Cái này không đẹp, mặt đó có dấu đây cũng không đẹp, nhưng mà vừa action cần là cực kỳ là ok, cần rất thẳng, rất thấp. Đó, đây là cũng là một cái cây hồi trước mình làm cũng là 7 triệu. Nhưng mà anh chơi một thời gian á thì mình nâng cấp cho mọi người thì đỡ lại cũng giá cực kỳ thấp. Hôm đó mình thu là 4 triệu mấy đó. Nhưng mà bây giờ đợt này á thì họ chơi cũ, mình đỡ cho mọi người 3 triệu luôn, cho hết cho những cái cây đàn luôn. Yamaha SR300 thì không cần phải giới thiệu nhiều rồi ha. Cây này cây số 10 có 3 triệu ha. Cây Yamaha SR300. Đây cho mọi người xem bộ khóa của Yamaha nha. Đó, còn. Đó, 66 gì kết cấu đẹp. 66 nhưng mà kết cấu đẹp và âm thanh này. Đó, tiếng nó cực kỳ hay luôn. Yamaha SR300. Nghiêng zin hết nha mọi người. Không đẹp thôi chứ nghiêng zin hết. Mọi người đừng có kêu Long Bùi phải chụp hình rồi nữa nha, quay rõ luôn nè, chứ đỡ quay nhanh quá rồi lại bắt Long Bùi lại phải chụp hình rồi nữa. Đó, ai chốt được sớm thì chỉ cần chuyển khoản, Long Bùi chuyển khoản và chuyển 100 ngàn tiền ship thì Long Bùi sẽ ship cho mọi người ha. Đó, là còn bao nhiêu thì Long Bùi sẽ bù cho mọi người, còn lại thì đó, những cái nốt dưới đó. Đó, tiếng nổ đó. Còn bao nhiêu thì Long Bùi sẽ bù cho mọi người. Rồi, cây cuối cùng là cây số 11. Đây là cây Ancon 500 E500. Thì cây này là cây giống như cây hôm trước của chú Đức mua của mình này. Chú Đức mua cây này là cây Classic Ancon E500, giống như cây mà chú Đức mua của mình rồi gắn EV Fitman đó. Đây
Hôm trước mình bị cây này mình cũng sót, là mình nhớ là có 4 cây Ancon 500 mà sao mình tìm, mình bán 2 cây rồi còn sót ở đâu mà mình không ấy, thì hôm nay lại ló ra được cây. Đây, đây là mã Ancon 500. Cây này lúc trước là về là tới 10 triệu một cây. 10 triệu một cây, nhưng mà đợt này thì âm hay lắm, Ancon 500 tiếng nổ. Còn đẹp, cho nên ai chơi lát xích mà của Nhật thì nên chơi ha. 5 triệu, rẻ hơn cây chú Đức 1 triệu. Cây của chú Đức là 6 triệu, gắn EQ 2 triệu là 8 triệu. Cây này 5 triệu thôi. Cho anh em chơi Classic Nhật, tuyệt vời. Ancon Guitar, Ancon Guitar, cây số 11. 5 cũ, đây cho mọi người xem lại. Họ, Jin, đầu con. Dòng này dòng họ với Matsuka. Đây, Ancon, tem của Nhật. Cảm ơn. Đẹp lắm mà tiếng hay lắm. Ok, kết thúc clip ở đây đi. 11 cây cho mọi người ha, tha hồ lựa chọn trong đợt này. Tối nay Long Bùi lên luôn, bây giờ Long Bùi tắt xong rồi Long Bùi lên luôn để cho mọi người, tao mình biết là những người chú người anh gọi điện mình cả ngày nay cũng gọi mình đỡ dặn cho mình, nhiều khi dặn cho mình là lên like á, phải thông báo giùm cho chú để chú vô chú chọn. Đó, thì em Long Bùi xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Xin chào, gặp lại mọi người trong những clip sau của em Long Bùi.